Do gì bảng điểm Miss Universe 2018, Hohenie điểm cao chót vót vẫn trượt. Thưa quý vị và các bạn, bảng điểm dò dỉ của Miss Universe 2018 cho thấy đại diện Việt Nam Hohenie hạng nhất nhiều phần thi, trượt Á hậu chỉ trong gang tấc. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một bảng điểm được cho là kết quả của thi Miss Universe 2018 Hoa hậu Hàn Vũ. Theo dõi bảng điểm này, fan Việt không khỏi choáng váng vì các đầu điểm của Hohenie cực kỳ cao. Theo đó, với điểm số 9,37 thì Hohenie là thí sinh có thành tích cao nhất đêm bán kết. Trong đêm chung kết, đại diện Việt Nam là thí sinh trình diễn áo tắm xuất sắc nhất top 10 với điểm số 9,46, dạ hội là 9,29, chỉ xếp sau Philippines, Venezuela và Puerto Rico. Nếu chỉ tính điểm các phần trình diễn, Hohenie xếp hạng 2 và chỉ thua Philippines, nhưng cộng cả điểm ứng xử đã bị khuất mé phải trong bảng. Hohenie dừng chân ở vị trí thứ tư chung cuộc, nghĩa là vượt giải Á hậu 2 chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên, bảng điểm trên chỉ là hình ảnh lan truyền qua mạng và hiện tại vẫn chưa có nguồn chứng thực. Tại Miss Universe 2018, Hohenie liên tục tỏa sáng tại các phần thi phụ và hoạt động bên lề. Cô nổi lên như một trong những thí sinh tiềm năng nhất của Miss Universe 2018. Không ít người dự đoán cô sẽ lọt top 10. Vượt qua kỳ vọng của người hâm mộ, Hohenie xuất sắc lọt top 5 thí sinh xuất sắc nhất Miss Universe 2018. Cô gái người dân tộc ED trở thành đại diện Việt Nam có thành tích cao nhất tại các cuộc thi có lịch sử lâu đời này. Với thành tích trên, Hohenie đã lập nên kỳ tích cho nhan sắc Việt Nam tại đấu trường nhan sắc hàng đầu thế giới. Hoa hậu Hohenie là người đẹp dân tộc đầu tiên đăng quang ngôi vị cao nhất tại một cuộc thi nhan sắc Việt Nam. Cô sinh năm 1992 trong một gia đình người dân tộc ED tại tỉnh Đắk Lắk. Người đẹp 26 tuổi được công chúng biết tới lần đầu khi tham gia chương trình Việt Nam Next Top Model 2015. Năm 2017, Hohenie đăng ký tranh tài cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Cô gây chú ý ngay từ vòng loại của chương trình nhờ thần thái sạng rỡ. Lúc này, cô cũng đã trở lại với mái tóc tém nhằm tạo nên hình ảnh khác lạ với các thí sinh khác. Hohenie trở thành người giành vương miện Hoa hậu Hoàn Vũ cùng danh hiệu phụ người đẹp biển. Sau đêm thi, nhiều ý kiến trái chiều nổ ra xoay quanh nhan sắc của tân hoa hậu. Tuy nhiên, ban giám khảo và các chuyên gia đào tạo khẳng định cô xứng đáng ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.